Tôi là Nguyễn Quang Hà, hiện tại là trưởng phòng kinh doanh ở Premo Việt Nam. Điều làm tôi thú vị nhất trong 4 ngày vừa qua đó là được gặp gỡ với rất nhiều khách hàng và thảo luận về tất cả các dự án cũng như sâu để khách hàng tất cả những cái innovation Premo.